Thế nhờ em nhờ hít mẹ chồng là đến chị gái chồng thế này thì sống thế nào được Mín, nên đi đã bảo lánh bà về không con, bảo lánh bà về bà sợ bà lại lên nhiễu nè, làm gì cũng khó nè. Làm thế nào cũng khổ này. Tiền thì không có. Biết bà ngồi trong đấy như thế nào nhỉ? Có thay đổi một tí nào không nhỉ? Chị gái thì lên bảo đi bảo lánh, có nên đi không nhỉ? Đi bây giờ thì sợ bà lấy bà về bà lại nhiễu, không đi thì sợ không có chỗ ở. Mệt thế nhỉ. Ước gì được ít rượu về là nó tỉnh, mà không có, nước cũng khát, rượu cũng thèm quá không có. Mẹ đi, con nhỉ, không biết là làm thế nào để nhỉ con nhỉ. Nhốt một hôm chắc bà cũng thay đổi lắm. Không nhỉ. Con mẹ với con đi khám bà nhé. Đi xem lấy cái gì khám bà nhé. Ở đấy một ngày chắc con không có gì ăn đấy mình. Con xuống xem nào. Xuống xem đợi mẹ nhá. À ừ, mẹ tin tiền á, mẹ tin tiền á. Còn không á. Hay là mẹ đi mua thức ăn hết rồi. Bà chỗ một phần rồi. Không có nghi nào rồi con. Mệt thế nhỉ. Tiền thì không có thì đi thăm kiểu gì. Thế con với mẹ lên lưng nhỉ? Lên lưng mẹ nhá. Đi thuê nhá. Đi kiếm tiền nhá. Đi xem nào. Đi kiếm tiền nhá. Một vài đồng thôi, đi đón đi thăm bà mà luôn.
xem bà có đi ăn không, ở tù có chưa không, ra một ngày có chưa không, chưa thì mình mới đi bảo lãnh nhỉ, chưa thì còn lâu mới cho về nhà nhỉ. Nào nào nào, ờ với mẹ đi nhá, với mẹ đi làm nhá. Ồ. Với mẹ đi nhá, con đi theo mẹ nhá. Con đi theo mẹ. Đi nhá, mình đi làm nhá. Đi làm xong rồi xem kiếm mấy chục về xong rồi đi thăm bà cái này. Nếu mà bà thay đổi thì mình mới bảo lãnh cho về nhỉ. Không thì cho bà ở đấy thôi nhỉ. Khát nước quá, thèm rượu quá. Alo, có ai nghe rõ không nhỉ? Có ai nghe thấy tiếng không nhỉ? Cho tôi xin cốc rượu với. Tôi thèm rượu quá, mệt người lắm rồi. Cho xin cốc rượu. Tôi xin cốc rượu nào, có ai nghe thấy tiếng không? Ôi ai qua đường nhỉ? Tôi xin cốc rượu nào. Đứa con dâu nó láo tét quá, con dâu này. Tôi
tôi về nhốt về vào đây 2-3 hôm nhờ, không đến nhòm ngó gì, chẳng đưa thức ăn uống gì cho tôi. Nước cũng khát, không có nước uống, mà rượu cũng thèm quá, lên cơn thèm rượu quá. Bây giờ tôi chả biết làm thế nào đây. Dâu chả biết thế nào mà chả quý tôi tí nào. Cả con trai cũng thế, con gái cũng thế, con dâu cũng thế. Chẳng ai nhòm ngó đến cái bà già này, khổ thật. Bây giờ đói quá này, cơm cũng đói này, cái bụng cũng xẹp lép, không còn một ít cơm nào lót dạ. Rượu cũng thèm, làm sao mà sống nổi. Mấy cái đứa con này thất đức quá. Ôi dồi ôi, trai cũng thế, gái cũng thế, sao mà lại thất đức thế này nhỉ? Có ai không? Nghe thấy tiếng tôi không, cho tôi xin hớp rượu nào. Quái gì, tôi vào giam này 2-3 hôm nhưng chẳng có cái đứa nào mình nhòm ngó cả. Con trai cũng thế, con gái cũng thế, lại con dâu nữa, chẳng thèm nhòm ngó, chẳng cơm nước gì cho tôi. Trời đất ơi, khổ thân tôi, sao lại tôi vất vả thế nhỉ? Sinh con mà chẳng được nhờ tí nào, nó chẳng chăm sóc mẹ già tí nào, khổ quá. Tôi tức thật. Trai cũng thế, gái cũng thế, mong mỏi mãi cũng chẳng ai nhòm ngó đến. Trên đời mà chẳng uống rượu, mà uống rượu thì phải say, mà cũng không say không phải hay uống rượu. Uống rượu, rượu là rượu, ta là ta. Quá, được cốc này giải khát là tôi tỉnh người rồi. Thèm quá. Trên đời ai mà chẳng uống rượu mà không uống rượu. Dạ, không ạ. Say rượu mà không uống rượu.
chưa? Rồi. Có trật tự không? Cái gì nhỉ? Có trật tự không? Đây là những tôi xử lý và đi làm đi. Ở đây là nơi công cộng mà không được làm ầm ĩ này đâu, biết chưa? Ảnh hưởng đến rất nhiều người. Bà đưa cái cửa này cho tôi. Không. Bà có được không? Tôi hát giải trí trong tù lao mà. Bà đưa cái chổi ngay cho tôi nhanh lên. Không. Cái này tôi để làm bạn đời với tôi để hát mau hơn tôi trong tù mà. Bà đưa nhanh lên. Không, tôi không. Hay là để tôi xử lý nặng hơn. Không. Bà nói nhẹ không nghe muốn. Này, tôi đưa cho này cho bà. Con đưa cái này là bạn đời của tôi mà. Bà có được không? Hay để tôi vào cho bà biết luôn. Có được không? Cái bạn đời của tôi mà làm sao cho. Rồi, đây để tôi vào trong xử lý bà xem nào. Này này tôi cho đây, này này. Bà có được không? Đưa đây. Làm sao mà đưa đây. Bà đưa nhanh lên. Rồi. Thế tôi đưa đây đừng để thế mà tôi đưa cho thì phải cho tôi phát cái nhà giam này sớm sớm nhá. Không thì tôi ở đây buồn lắm. Mỗi cái chỗ, tình trạng như này còn lâu lắm mà. Này để mà có bạn đời giải trí tôi mà bây giờ chú cũng thu đi là tôi cũng hết hết đi rồi. Có mỗi cái chỗ này để thao tác làm cái bài hát. Và lại nhà ý thôi. Nhưng đi mà, cho người khác làm việc. Nhưng mà bây giờ chẳng có cái gì mua nữa rồi. Và đi này, từ từ đi. Ây trời ơi, mãi là không thấy con gái nó bảo lãnh. Chết thôi, đối tượng này đúng mệt thôi. Làm nhân ra tay ra vào. Làm lên. Kẹp xong trên đường đất chưa? Nói chưa? Hết lên. Làm nhân ra tay lên. Vâng, vâng.
biết đã có gì ăn chứ. Từ từ đã, bóc cái này ra. Tí nữa bà tưởng cái này là rượu. Bóc cái này ra rồi. Bà cho bà nghĩ cái này là rượu. Thôi, mỗi cái tuổi làm bạn đời để vui. Bây giờ cái tuổi công an nó cũng không đi rồi. Bây giờ không có cái gì để vui nữa thôi. Mệt quá thì ngủ, phải ngủ thôi. Ngủ thôi. Chẳng có cái gì để có bạn để chơi cả. Mỗi có cái tuổi công an cũng đi thôi đi rồi. Ông ơi, cả chú ông ơi, có người về thăm này. Ôi trời ơi, cả chú ông ơi, cả chú ông ơi, con dâu về thăm này. Có gặp không? Đâu có, đói lắm rồi. Đây, có con dâu về thăm này. Ê, hai người nói chuyện nhá. Em vào làm việc đây. À, con dâu. Thế mày về đây làm gì? Hả? Con về mày mẹ. Cho tao vào ngồi tù đấy nên mày còn về đây làm gì? Tao không cần mày. À, thế mày không cần thì thôi nhá, con đi về nhá. Thế mày có tật làm gì cho tao không? Tao không. Hả? Mang cái thứ gì đấy? Mang bánh mì về cho mày ăn. Thế nhưng mà mày nói thế thì thôi, mày không cần thì thôi, con đi về. Thế có mang ít rượu về cho tôi không? Có rượu không? Đấy. Thế có rượu thì tôi bánh mì á. Đi làm, con đi làm thì thuê thì bây giờ mới mua được cái bánh mì về thăm mẹ đây này. Đói cũng đói rồi nhưng mà bánh mì mẹ không thèm đâu, nhưng mà mình chỉ thèm cái ly rượu đấy thôi, vài chai rượu đấy thôi. Bà ở trong này bà còn thèm rượu làm gì nữa, cay đi. Có mà, mấy hôm nay chả được ăn uống cái gì. Hôm nay chị đi bảo con đến đây bảo lánh mẹ đấy, nhưng mà con nghĩ rồi, con không bảo lánh mẹ nữa. Thế con bảo lánh mẹ về đây làm gì? Bây giờ là con về thăm thôi, con không bảo lánh mẹ đâu, bảo lánh mẹ ra thì biết đâu đến lúc mẹ lại về, mẹ nhiễu con thì con không có chỗ ở. Cái này tôi không biết được. Khi nào tôi phát điên lên tôi lại thích nhiễu mà. Tôi phát điên lên tôi phát ngốc lên tôi lại muốn nhiễu chơi bời thôi mà. Thế thì bà ở đây nhá. Tôi ở đây thôi nhưng mà thèm cái chai rượu kia kìa. Cái đấy có phải rượu không? Bà ở đây bà cay rượu nhá. Muốn cay mà. Bây giờ con lấy cái này cho mẹ ăn nhá. Cái bánh mì này có tốt thèm đâu mà mày, cô không lấy đâu. Cái bánh mì này nè. Thế bà không ăn à? Thế tâm lại là bà có ăn không? Không ăn thì con đi về nhá. Ăn tôi chỉ muốn lấy cái chai đấy cho tôi đây. Tôi ăn cái chai đấy, uống cái chai đấy. Thì bây giờ mẹ phải ăn cái này trước thì mới dùng được cái chai này chứ. Ăn trước đi đã. Nhờ tôi nhìn cái chai thôi tôi thèm quá. Thèm, bây giờ mẹ ăn cái này trước đã. Ăn mới uống được chứ. Không ăn thì sao uống được.
Về uống với bánh thì ngày mới được. Hiểu không? Nữa đây tôi không được. Này. Sao bà lại... mày lấy cái... mày bà mày tụi tao lánh gì? Bảo lánh cho tao ra ngay. Mày chỉ đưa thức ăn về xong là tao vẫn ngồi tù đây à? Mày bảo lánh cho tao ra ngay. Mày bảo lánh cho bà tao bỏ ra. Mày bảo lánh cho tao ra ngay. Nào. Này. Đấy, bà bỏ ra đi. Ngồi đây à? Nào. Thế thì... bà bỏ đây ra. Tao đừng vô đây à? Mang đồ ăn ra mà cho không bảo lánh cho tôi ra chứ cho tôi ngồi trong này à? Tôi tao thức cả đêm thì không được giấc nào nè. Nhìn hai ba hôm nay mới đưa cho ít cái bánh mì này về cho ăn. Đêm thì ngủ chẳng căng chẳng màn gì. Đấy, cho bà trừ cái tật đi hành hung người khác đi. Lấy tiền người khác đi. Tối om, chẳng điện đóm gì. Đúng là nhà lao, nhà tù thật, khổ. Thế bây giờ mày bảo đánh cho tôi ra đi. Bây giờ bảo đánh ra ngoài, bà có chịu ngoan hiền không? Bà có còn đi liễu con dâu hay không? Không biết được. Đấy, thế thì mà... ai bảo lãnh cho bà ra? Nếu mà tôi phát rồ lên tôi cũng thích nhớ lại ít thôi mà. Cái này nước lá thôi à? Mày lấy về nước tao à? Hả? Thì có lấy nước cho mẹ uống thôi. Uống nước lá thôi. Mày lấy nước lá về nuôi tao à? Hả? Tao chẳng uống nha. Này. Thế thôi mẹ không uống thì thôi con cũng đi về thì con cũng không bảo lãnh mày ra nữa đâu. Tao không cần mày. Thôi, bà im đi. Chị xin phép chị đi về nhá. Có lòng thì thăm em bà nhiều thế này. Đi về nhá.